Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Đội tuyển Việt Nam chính thức hội quân, thẩm định tổng thể. Đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức hội quân và đi tập luyện từ ngày hôm nay, ngày 30 tháng 8 để chuẩn bị cho các trận đấu gặp Nga và Thái Lan tại LPB Bank Cup 2024. Ngoài việc chuẩn bị phương án cho các học trò cọ sát với đối thủ chất lượng, đây cũng là dịp để huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik có thể thẩm định tổng thể về lực lượng, từ mặt nhân sự cho đến cả chiến thuật. Theo như bản kế hoạch, thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 30 tháng 8 để có thể bắt đầu cho quá trình chuẩn bị giao hữu quốc tế LPB Bank Cup 2024. Vào buổi chiều cùng ngày, đội sẽ ra sân tập luyện buổi đầu tiên hướng đến các trận đấu gặp đối thủ mạnh là đội tuyển Nga và đội tuyển Thái Lan. Trong giai đoạn tập luyện từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, đội tuyển Việt Nam sẽ có cho mình một trận đấu tập nội bộ, tập kín vào buổi chiều ngày 1 tháng 9 để cho ông Kim Sang-sik có thể đánh giá về lực lượng và đưa ra nhiều lựa chọn dự bị về mặt chuyên môn. Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nga sẽ có buổi tập chính thức vào buổi chiều ngày 4 tháng 9 trước khi so tài với nhau trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào lúc 20 giờ ngày 5 tháng 9. Sau trận đấu với đội tuyển Nga, thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ có thêm một quỹ thời gian là 4 ngày để chuẩn bị từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9 vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 9. Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với người Thái Lan. Trong danh sách được ông Kim Sang-sik công bố vào ngày 21 tháng 8, chỉ có một sự thay đổi nhỏ trong 26 cái tên được gọi, đó là trường hợp của Phan Văn Đức thay thế cho Nguyễn Văn Toàn do chưa kịp bình phục chấn thương. Đây là lần đầu tiên sau vòng 2 năm, Phan Văn Đức mới có dịp quay trở lại để khoác áo đội tuyển quốc gia khi anh có phong độ tốt ở màn so tài với Buriram United FC vào tối ngày 22 tháng 8. Văn Đức đã ghi bàn thắng ngay ở phút thứ 3, giúp mở ra chiến thắng với tỷ số 2-1 của câu lạc bộ Công an Hà Nội trước đối thủ đến từ Thái Lan tại giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á. Tuy nhiên, việc lọt vào danh sách cuối cùng cũng không có nghĩa là Văn Đức sẽ nắm chắc cho mình suất chính thức ở trong hai trận đấu giao hữu. Cầu thủ người Nghệ An cũng giống như các đồng đội khác sẽ cần phải trải qua những màn thẩm định từ ban huấn luyện trong các buổi tập và cận nhất là trận tranh siêu cúp giữa Tây Nam Định và Thanh Hóa vào buổi chiều mai ngày 31 tháng 8. Cùng với Phan Văn Đức, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Trung chắc chắn cũng được soi kỹ ở giải đấu này. Sau một thời gian dài vắng mặt tại đội tuyển, bên cạnh đó là hai cầu thủ lứa U22 là Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Văn Tùng. Sức trẻ là lợi thế của cả hai mũi nhọn đang thuộc biên chế của câu lạc bộ BKMX Bình Dương và cả Hà Nội FC. Nhưng rõ ràng là kinh nghiệm thi đấu quốc tế là chưa nhiều, Vĩ Hào và Văn Tùng sẽ phải nỗ lực để có thể giành lấy được sự tin tưởng của ông Kim Sang-sik. Ít nhất là cần phải được vào sân từ ghế dự bị. Phần còn lại của đội tuyển là những cái tên dày dặn kinh nghiệm như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Philip, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh. Thế nhưng nếu như không thích ứng được với triết lý của người thầy mới là ông Kim Sang-sik, câu chuyện về tương lai sẽ rất khác. Hai trận đấu dẫn dắt đội tuyển ở vòng loại World Cup 2026, huấn luyện viên trưởng đồng hương của thầy Park đã chủ động chiến thuật khá tự do cho các học trò. Điều này đòi hỏi một sự sáng tạo hay khả năng độc lập tác chiến của các tuyển thủ. Mẫu cầu thủ như vậy, đội tuyển Việt Nam chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Thế nhưng, nếu như ông Kim Sang-sik đi theo một con đường giống với người tiền nhiệm Park Hang-seo, thì những nhân tố cũ như là Quế Ngọc Hải, Thanh Trung, Bùi Hoàng Việt Anh hay Tuấn Anh, Tiến Linh sẽ không phải mất quá nhiều thời gian, nên là vấn đề còn lại chỉ nằm ở khâu thể lực. Khi mà trái bóng chưa lăn ở sân Mỹ Đình, chơi tự do hay dọc khuôn thì vẫn chỉ là câu chuyện suy đoán. Dựa vào những cái tên đang có, ông Kim Sang-sik có vẻ sẽ lựa chọn một phương án an toàn hơn là việc cởi mở. Thế nhưng biết đâu với tính chất của giải đấu giao hữu, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ có vài cuộc thử nghiệm mạo hiểm hơn. Sẵn sàng cho vị trí, bất kỳ hay triết lý, một lối chơi bất kỳ. Đó là điều dù cho các cầu thủ kỳ cựu như Quế Ngọc Hải, Quang Hải, Hoàng Đức hay ít được cọ sát quốc tế như Vĩ Hào, Văn Tùng cũng cần phải xem đó như là chuyện thường ngày ở đội tuyển. Hãy xác định LPB Bank Cup 2024 là đợt thẩm định tổng thể mà huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik chuẩn bị cho AFF Cup 2024 để chuẩn bị một tinh thần phù hợp. Tin vui liên tiếp đến với tân huấn luyện viên Kim Sang-sik. Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đang có nhiều điều kiện rất thuận lợi để cùng với đội tuyển Việt Nam giành những kết quả tốt và thành tích cao vào thời gian tới. Trước ngày hội quân đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang-sik liên tiếp đón nhận những tin vui đến từ các trụ cột của mình. Nguyễn Hoàng Đức thì đang có giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải rất tốt khi anh ghi bàn trong trận đấu gần nhất, trận đấu thể công Viettel chạm trán với Hà Nội cũng như là Hải Phòng. Trong khi đó, Nguyễn Tiến Linh cũng có cho mình pha kiến tạo để các đồng đội lập công khi mà Bình Dương so tài cùng với Hà Nội ở trận đấu giao hữu.
Chưa dừng lại ở đó, hầu hết các trụ cột được triệu tập lại đang cho thấy được sự sung sức. Gian tuyển thủ của Công an Hà Nội như Nguyễn Quang Hải, Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh hay thủ môn Nguyễn Philip đều đã chơi tốt trong màn đọ sức cùng với Buriram United tại cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á. Một số nhân tố khác như Quế Ngọc Hải hay Nguyễn Thành Trung đều tập luyện tích cực cùng đội bóng chủ quản sau giai đoạn chấn thương. Có thể nói rằng huấn luyện viên Kim Sang-sik đã sở hữu một lực lượng khá tinh nhuệ để có thể bày binh bố trận trong thời gian tới. Điều này được cho là rất khác so với giai đoạn của ông Philippe Chu-xie khi mà rất nhiều tuyển thủ gặp các vấn đề khác nhau. Đó thật sự là niềm vui lớn với chiến lược gia người Hàn Quốc. Một yếu tố thuận lợi khác là việc đội tuyển Thái Lan sẽ không mang đến lực lượng mạnh nhất để mà đối đầu được với những chiến binh sao vàng trong tháng 9. Indonesia cũng sẽ chỉ cử đội U22 tham dự Asian Cup, tiền thân là AF Cup vào cuối năm. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đang được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo mọi điều kiện để chuẩn bị tốt nhất với các đợt FIFA đầy tháng 9 và 10 để làm cơ sở hướng tới danh hiệu tại giải Đông Nam Á 2024. Phân tích thế để có thể thấy được là với cá nhân huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông đang sở hữu cho mình nhiều điều kiện thuận lợi để mà gây dựng niềm tin nơi VFF, các cầu thủ và cả người hâm mộ. Với một đội hình tinh nhuệ cùng với việc vòi chiến không quá mạnh, chiến lược gia 47 tuổi có thể giúp cho đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Việc đánh bại được người Thái sẽ là cú hích lớn để kỳ vọng vào cuộc lột xác tiếp theo. Nếu như đánh bại Indonesia và hoàn thành được mục tiêu vào đến chung kết của AFF Cup 2024, thậm chí là lên ngôi vô địch, niềm tin của người hâm mộ vào huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ lại càng lớn hơn và ông thầy sinh năm 1976 hoàn toàn có nhiều cơ hội để làm điều đó. Khi ấy chiếc ghế của chiến lược gia xứ Kim Chi sẽ thật vững chắc. Thế nhưng trên tất cả, nếu như đạt được nhiều kết quả tốt và hoàn thành được các mục tiêu trong giai đoạn cuối năm 2024, bóng đá Việt Nam sẽ lấy lại được khí thế sau một giai đoạn thất vọng dưới thời của huấn luyện viên Philippe Chu-xie. Đây là cơ sở cho những định hướng tương lai cùng với ông Kim Sang-sik với một kế hoạch dài hạn. Trong thời gian qua, làn sóng Việt kiều chất lượng đang đổ về Việt Nam và thi đấu tại V-League. Nhiều cầu thủ khát khao nhập tịch để cống hiến cho những chiến binh sao vàng, kể cả là ngoại binh. Đó cũng là yếu tố thuận lợi có thể giúp cho đoàn quân của ông Kim Sang-sik gia tăng được sức mạnh và ông thầy người Hàn Quốc sẽ có được nguồn lực tiềm năng cho các định hướng xa hơn cùng với đội tuyển quốc gia. Khi ông Kim Sang-sik quyết định mở khóa hàng tấn công, đội tuyển Việt Nam còn có rất nhiều vấn đề nếu như muốn đòi lại được ngôi vô địch Asian Cup 2024. Thế nhưng riêng hàng công thì huấn luyện viên Kim Sang-sik có vẻ như đã tìm được công thức để cho các chân sút ghi bàn. Nỗi ám ảnh đến từ quá khứ. Không phải cho tới khi ông Kim Sang-sik nắm quyền, bài toán tấn công hay chất lượng của các tiền đạo luôn là cơn đau đầu rất lớn dành cho ông Park Hang-seo đến cả huấn luyện viên Chu-xie. Thậm chí, thời điểm huấn luyện viên Chu-xie dẫn dắt, mọi thứ còn tệ hơn rất nhiều khi các chân sút thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn hoặc là bế tắc trong việc tiếp cận khung thành của đối thủ. Thậm chí, khi có thể tung ra những pha dứt điểm, các tiền đạo của tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên người Pháp cũng cho thấy độ chính xác là vô cùng thấp. Chính vì thế, ở một số trận đấu quan trọng khi ông Chu-xie lên nắm quyền, đội tuyển Việt Nam thường xuyên phải nhận những thất bại bởi vì sự yếu kém của các tiền đạo. Thay đổi dưới thời ông Kim Sang-sik. Hai trận đấu đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt, ngoài việc chấm dứt một chuỗi trận thất bại, tuyển Việt Nam cũng đã cho thấy khả năng chơi tấn công hiệu quả hơn so với trước đó. Cụ thể, ở trận thắng trước Philippines, tuyển Việt Nam tung ra 9 pha dứt điểm và tỷ lệ đi trúng đích lên tới hơn 50%, kèm theo với đó là 3 bàn thắng. Hoặc là thất bại khi đấu với Iraq, các học trò của ông Kim Sang-sik tiếp tục cho thấy được sự hiệu quả với 7 cú sút, 4 đi trúng đích và 1 bàn thắng. Sự hiệu quả của các chân sút tuyển Việt Nam xuất phát từ việc bố trí con người xuất trận, đồng thời cũng tới bởi cách mà huấn luyện viên Kim Sang-sik cho đội nhà chơi. Tuyển Việt Nam vẫn đề cao khả năng phòng ngự và chờ những cơ hội tấn công. Tuy nhiên, có khác ở chỗ chiến lược gia người Hàn Quốc yêu cầu các học trò chuyển đổi trạng thái thật nhanh, khoáng đạt hơn so với trước đây. Với những thay đổi khá tích cực cho hàng công, dù mới dẫn dắt không lâu của ông Kim Sang-sik, đáng khiến cho người hâm mộ kỳ vọng rằng tuyển Việt Nam sẽ chất lượng và hiệu quả hơn trong thời gian sắp tới ở khâu ghi bàn. Bởi khi nào khi hàng công hết âu lo, cơ hội cho tuyển Việt Nam nâng cao chức vô địch AFF Cup lần thứ 3 mới thực sự rõ ràng. Và thật may là có vẻ như ông Kim Sang-sik đã tìm ra được bí kíp cho đội nhà. Đội tuyển Nga chốt danh sách đấu đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Huấn luyện viên trưởng Valery Kapin mới đây đã chốt bản danh sách 27 tuyển thủ lên đường sang Việt Nam tham dự LP Bank Cup 2024 nhân dịp FIFA Day vào tháng 9. Đội tuyển Nga chốt danh sách đấu với Việt Nam, Thái Lan. Đáng chú ý nhất trong bản danh sách 27 cái tên của đội tuyển Nga là thủ môn Marvi Safonov, người gác đền sinh năm 1999, anh mới gia nhập Paris Saint-Germain với tư cách là thủ môn đắt giá nhất trong lịch sử của đội bóng này.
20 triệu euro. Đã có rất nhiều đồn đoán về khả năng dự giải đấu của Safonov khi mà anh đang phải cạnh tranh vị trí số 1 trong khung gỗ cho đội bóng thủ đô nước Pháp. Tuy nhiên, Safonov đã lên tiếng xác định nhận danh tham dự giải đấu và được huấn luyện viên Capin điền tên trong bảng danh sách góp mặt tham dự giải LP Bank Cup 2024. Với mục tiêu chính là thử nghiệm đội hình, đội tuyển Nga đã không đem tới Việt Nam đội hình mạnh nhất. Những cái tên hàng đầu của đội bóng xứ Bạch Dương như là Golovin, Mirachuk đều vắng mặt. Huấn luyện viên trưởng Valery Kapin cũng thừa nhận mục tiêu của đội tuyển Nga ở giải đấu lần này. Ông tuyên bố sẽ dùng hai đội hình khác nhau cho hai trận đấu tại Mỹ Đình. 24 cầu thủ và 3 thủ môn sẽ tham dự các trận đấu gặp Việt Nam và cả Thái Lan, thuyền trưởng đội tuyển Nga cho hay. Do phải chấn thương, chúng ta không thể đem theo Maxim Glushenkov, Yuri Gostkov và Dani Fomin. Tôi chúc họ nhanh chóng có thể bình phục để quay trở lại với sân cỏ. Sẽ rằng đội tuyển quốc gia phải thi đấu 2 trận trong 2 ngày nên là chúng tôi sẽ sử dụng các đội hình khác nhau. Hiện 24 cầu thủ đã được triệu tập, nhưng vì vẫn còn cả vòng đấu giải vô địch quốc gia Nga ở phía trước nên có thể có những thay đổi liên quan đến vấn đề chấn thương của một trong số các cầu thủ này.